Hình ảnh mà các bạn nên nhìn thấy là một chiếc túi đã bị rạch với vết cắt rất dài và chiếc túi sẽ không thể sử dụng được nữa. Đây mặc dù không nằm trong hạng mục bảo hành của Lecas, nhưng trong khả năng, Lecas vẫn luôn sẵn sàng. Và đây là hình ảnh của chính chiếc túi sau khi đã được người thợ da Lecas biến hình. Các bạn có phát hiện ra được vết cắt vừa nãy đã biến mất đi đâu rồi không? Hình ảnh mà các bạn có thể đang thấy ở đây đó chính là hình ảnh của chiếc túi bị rạch. Chiếc túi này có chiều dài vết rạch lên tới 20cm. Sản phẩm này Lecas sẽ có hai cách để có thể xử lý. Cách đầu tiên, Lecas hoàn toàn có thể thay thế toàn bộ phần thân da này thành một phần thân da mới. Ưu điểm chính là sẽ biến thành một chiếc mới 100%. Tuy nhiên, nhược điểm sẽ có chi phí thay thế và công thợ rất là cao, nên Lecas sẽ chọn cách thứ hai. Cách thứ hai có chi phí thấp hơn rất là nhiều, nhưng đồng nghĩa với việc Lecas cần phải có những người thợ có những bàn tay khéo léo và kỹ thuật pha sơn rất là tốt để làm sao có thể chám được những cái vết sơn này thành những cái vết sơn có màu giống với màu của da nhất. Không chỉ sản xuất túi sách, cũng không chỉ bán đồ da thật mà Lecas còn luôn mong muốn gửi tới khách hàng những trải nghiệm tốt nhất bằng tất cả sự tận tâm của người thợ. Vậy nên, nếu bạn gặp vấn đề trong quá trình sử dụng sản phẩm, hãy cứ liên hệ, Lecas luôn sẵn sàng.